Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ review một cọng cắt chia 2 của Bassius dành cho các anh em nào muốn vừa sạc vừa chơi game hoặc vừa nghe nhạc vừa sạc. Thì cái cọng sạc cắt này nó có hỗ trợ cả mic, đàm thoại, gọi điện rồi nghe nhạc, sạc cho các thứ chung hết đây luôn. Dòng điện cao nhất của nó là mắc là 2A. Okay. Thì cái cáp này nó tên là N37. Sau này chúng ta có cái phần cào ra để quét barcode, check hàng thật giả. Ok, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có một cái tờ giấy thank you của bạn chưa. Tiếp theo giấy bảo hành chúng ta sử dụng, cái này có tác dụng với cả Trung Quốc. Đây mình sẽ lấy ra các bạn xem cáp màu đen luôn. Thì ở bên cạnh này chúng ta sẽ có một cái cổng lightning, đằng sau cũng có. Cái này là nghe nhạc này, còn cái cạnh này là chúng ta sạc, có chia sẻ này là sạc, còn cái hình cái nốt nhạc này chúng ta sẽ là để nghe nhạc. Ok, cái này hai cái này nó sẽ hỗ trợ luôn cả mic nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đây, cổng sạc thì chúng ta sẽ gắn vào cổng bên cạnh. Ok, nên sạc vào đây thôi. Nên sạc rồi, bây giờ cắm tai nghe vào thôi. Rồi, mình cắm tai nghe. Bây giờ mình điều khiển tăng giảm âm lượng cho các bạn xem nhé. Đó, còn theo, nhận ngay. Bây giờ gọi hệ Siri lên nhé. Hello. Ngon, có những anh em mà chơi game rất ngon, nghe nhạc. Ok, thank you.